là làm kiểu đó đó. Đời mạt pháp Phật trời đại xá, nếu có tu kết quả là thành, ăn chay niệm Phật làm lành cũng đồng giải thoát, giảng sanh liên đài. À, còn vợ chồng đó mà lỡ lập gia đình rồi mà muốn tu gấp đó, mình cũng phải gắng cố gắng. Nếu mình không còn thương nhau thì thôi, hai đứa lo tu cho tròn cuộc đời. Thế trần toàn là gian dối, có gì mà mình phải nói, hai đứa mình cố gắng lo tu. Hai đứa hát năm lo tu chơi, không có ai quậy ai hết trơn á. Chuyến này là mình quyết định vậy đó. Ngày xưa lưu bể lưu lành, tức là ngày xưa mình chưa tu mình còn đánh với nhau lưu bể lưu lành. Ngày xưa lưu bể lưu lành, bây giờ hai lưu đụng lại trở thành lưu to. Anh em hỏi lưu to là gì, tôi nói lo tu chứ còn gì nữa. Không nói gì nữa. Ngày xưa lưu bể lưu lành, bởi vì chồng giận thì vợ bớt lờ, cơm soi bớt lửa, không đời nào khê vợ giận thì chồng ủi an, thận bờm xuôi gió mới tàu khang trọn đời. Chồng giữ thì vợ phải lành, chồng giữ vợ giữ nó tan tành kiệu lưu, phải không? Tại hồi đó chưa tu thành ra lưu bể lưu lành, bây giờ mình tu rồi là hai lưu đụng lợi trở thành lưu to, mà lưu to là lo tu. Tức là hai đứa đồng hợp đồng nhau lo tu trơn hình, tu vậy chắc ăn đó cô bác anh chị em mình, phải không? Con đắc đạo cứu an cha mẹ, cha mẹ thành diều trẻ qua chuông, chồng thành vợ cũng nên luôn, mà vợ thành chồng cũng qua chuông khổ sầu. Bây giờ tôi hỏi thiệt mấy cô mình nghe, phải đó, bà vợ có ông chồng tu như gặp được ông Phật không? Ông chồng mà có ông bà vợ tu phải như gặp được ông bà tiên không? Tôi nói đi đâu không cần biết, mà nghe nói tiền ở vợ hai cỡ này nó lo ăn chay niệm Phật làm lành, ổng cũng nở lu mũi lắm chứ. Ông có hưởng phước không? Tôi nói đừng nói chi tuổi trẻ mà tuổi già nè, ông Năm bà Năm ở bên Cao Lãnh mà ổng đi đâu nghe nói bà Năm cỡ này bà tu niệm Phật mắt sáng gỡ nghe bà ổng khoái. Mà nói sao cỡ này bá tu sao mà mắt ba kỳ quá, bá đổi thầu lậu hoài tờ nó bá tu sao gì. Phải không? Hà của mấy cô mấy chị mình cũng vậy nữa, đi đâu mà lập gia đình đó mà gặp ông chồng nó nghe mà đâu đó ngon lành rồi á, người ta nói cái câu người ta nói gì nè, thế gian đặng vợ mất chồng ít ai mà được phụng rồng sánh đôi, ít khi nào được hoàn cảnh thuận duyên. Nhưng mà ngặt đời có một cái đó, làm trai lấy được vợ hiền cũng như cầm tiền mua được của ngon, làm gái lấy được chồng khôn rạng danh tông tổ mới tiếng đồn nước ta. Đi đâu mà đang buồn nó nghe mà khen chồng mình nó bây giờ biết ăn chay niệm Phật, biết làm từ thiện xã hội, bà dẫn cái mặt lên mới nói chồng tao là gì không đó. Trời ơi, còn gặp ông chồng mà ông sáng sai chiều xỉn, ông quýnh mắt bầm xanh cái môi bầm tím hoài đó. Thiệt tối ngày không dám ra ngoài, hỏi mày sao đi cửa sổ đụng. Chứ khi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu, chẳng phiền chẳng than, phải không cô bác anh chị em mình? Rõ ràng vậy thì bây giờ đó, vợ chồng mà muốn tu gấp đó, bà vợ đó có muốn đi niệm Phật đó, ông chồng làm ơn xách xe Honda đưa đi giùm tôi, phải không? Kẻ công người của phước liền chia hai. Bây giờ tôi thì đi niệm Phật tới đó đó, dù cho nhức lưng giờ tôi cũng phải gắng gồng lên. Vì sao? Bữa nay ông đưa mình đi bằng xe không ra đó, gắng gồng lên mình niệm, bữa nay đang có công đức nhiều mình chia cho ổng một hết. Cái đó gọi là tu gấp. Còn mai kia mốt nọ nếu có ông chồng ổng đi làm công tác từ thiện xã hội, mình lại mình nấu cơm. Mình không làm công việc nặng được, mình làm công việc nhẹ, lợi nấu cơm đặng mà trợ duyên cho ông chồng. Cái đó gọi là tu cầu gia đạo vuông tròn, mà chồng hòa vợ thuận mới cháu con thảo hiền đó cô bác anh chị em mình. Nếu trong gia đạo mà chồng hòa vợ thuận, con không bao giờ dám nhúc nhích. Còn gia đạo mà bất hòa rồi là trong nhà không bao giờ yên ấm. Thầy nói câu này nghe, cái câu này nè cô bác anh chị em mình về áp dụng là trong nhà hạnh phúc, bình yên, ngon lành. Thầy nói biết khôn tìm kiếm cái gì?
Maha là tìm đạo. Biết khôn tìm kiếm Maha rồi tới câu gì nữa? Một câu lục tự là nhà nhà bình an. Đi về tới bà vợ bà mới đi niệm Phật về, ông chồng ông giận quá, ông nói bữa nay mày đi đâu, đi đâu, đi đâu coi nào, A Di Đà Phật. Nói đi đâu, đi niệm Phật. Ông chồng ông có nói cái gì giờ cũng nhớ cái câu là chắp tay niệm chữ Di Đà, lòng ta ta biết ai mà mặc ai. Thiệt hay, hết sức hay rồi, phải không? Vậy là vợ chồng tu gấp tu mà không có tự lộn như vậy đó mới gọi là tu gấp. Thuận bờm xuôi gió, chợ vợ chồng thuận duyên cùng với nhau mà đưa lên đó. Ta nói câu ta nói sao nè cô bác anh chị em mình, đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, không đồng vợ đồng chồng tác cái mương lạng không sống. Trời ơi, ông thì tác mương còn bà thì bữa đập hoài đó, mà biết chừng nào nó mới cạn. Thấy mỗi lần mà ông đi đâu làm công tác từ thiện xã hội ha, ông đi đóng hòm gì thì đó nghe nói ông đóng hòm cho ông cố tôi hay làm gì đó. Nổi thầu lậu lên liền phải không? Vậy đó, mới vừa tác về cái bị bữa đập rồi. Bữa nay mới đi niệm Phật về cái nói ông đi niệm Phật đi, ở nhà tôi hơi lúa cho. Nghe nói tới sớm trên mà có người nào bệnh cái ông chạy còng còng, nghe nói ông già tôi đau không ai tới. Thấy bữa đập không mấy cô? Rõ ràng cái đó là bữa đập. Vậy thì bây giờ đây đồng vợ đồng chồng là tác biển đông cũng cạn. Thuận bòm xuôi gió là hai bên trợ duyên cùng với nhau để sau này về Tây Phương tịnh độ cực lạc luôn. Thầy nói nè nghe, ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tình hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét với câu thù hận quang. Trên kẻ trí lê công bình phân đoán, dưới dạng dân trăm họ được im liềm. Trẻ như già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng nền can kỷ. Đạo tôi chúa chặt dình câu chung thì, đạo thầy trò khác cốt như ghi sư. Nhưng mà tôi nói mấy cô mình đừng có buồn, bên mấy anh mấy chú mình coi hùm hồ vậy đó à, nhưng mà không có bao giờ sâu đậm ở trong lòng, trong tâm dễ hoan hỷ, nói chút xíu rồi cái buông bỏ. Còn mấy cô mình còn chất chứa trong lòng hoài. Còn chất chứa trong lòng hoài quý cô bác anh chị em, phải không? Bởi vì thầy nói cái câu thầy nói gì nè, những đàn bà khe khắc cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ấp mang tay ấp, lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoan chanh hiền từ. Cái bên nam phải không phải rồi người ta đánh bợp bợp hơi rồi là thôi rồi, còn này chữ tới chiều mới làm dai nhách hoài phải không? Bởi vì nói tới đây tôi muốn hát cái bài mà ăn cua đực cua cái hết sức rồi. Mấy cô mình đi khóa niệm Phật kỳ này đông, thành ra mấy cô mình ăn hiếp bên nam tôi quá chừng. Mấy cô mình ngồi muốn giáp hội trường bên nam tôi ngồi con lỡm chút xíu. Tấn công quá xá tiến tới mình coi không ấy đó. Mình gán mình đi khuyến cáo cho bên nam mình đi nhiều nhiều chứ không thôi bị tấn công chú Năm ấy. Dạ bên nam mình mang nhiễm cái nghiệp đời nhiều quá, rủ đi nhậu đó ngang, ổng đi không nổi gì, ổng nói đi là đi không có sợ. Rủ đi nhậu hả, ta nói ngang ổng đi không nổi giờ ổng cũng đi nữa, còn rủ đi niệm Phật hả, kéo ổng không kéo bữa nào hết, để bữa nào hết. Rõ ràng cô bác anh chị em mình ơi, cái tớp nam mình cái nghiệp nó coi diễn cũng nặng lắm chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Nội trong tám điều răn cấm không á, bởi bên nam mình tôi nói mà bên nam tôi không phải khen nha, chịu phát tâm là làm cái một
mấy cô mình đôi khi đó ha, là tôi thấy nha, 4 năm trời mà cũng còn 4 ngày hoài. 4 ngày còn 4 ngày hoài à, tu này tôi nói ăn chay này, bộ chay này, bộ chay chắc nghe hay chay cứng gì á. Trời ơi, 4 năm rồi mà còn có học con lớp 100 thầy giáo đuổi luôn quá. Còn tôi nói thiệt nha, bên nam mình nó coi vậy đó, cứng đầu vậy đó. Nhưng mà tới chừng mà lên trên núi đó phải một cái rồi là về nhà ăn chay trường luôn. Chặt kỳ ăn chay trường luôn, không có kỳ gì nữa. À, chấp nhận rồi là ăn chay trường luôn. Nhưng mà thưa quý cô bác anh chị em mình, những cái trái xoài á, hồi lúc sống nó càng chua chừng nào thì tới chừng chín nó còn đã đổi mùi đổi vị, nó càng ngọt hơn đấy. Họ ở ngoài đời mà càng gai ngạnh chừng nào đó nghe, lỗi cái cây mà cây gai ngạnh đó nghe, cây đó mà khi gốc hết gai rồi cây đó là lỗi danh mộc, cây cứng. Dòng cây gòn đó cô bác mình thấy không, suông chân hả, vậy mà bữa cây bọt nó làm cái tét tới đáy luôn. Còn lỗi mà lỗi mù u đó nghe, dưới chăm bầu đó nghe, gai dữ lắm nghe, nhưng mà khi gốc hết gai rồi đó nghe, cái đó là lỗi danh mộc không đó mấy chú. Phải không? Cho nên nó tớp nam mà chịu tu rồi đó mấy cô, mình tu không có lợi đâu. Tôi nói thiệt bảo đảm cô bác anh chị em, mình tu không có lợi đâu. Nhưng mà tại vì thả trôi thôi, tôi bảo đảm luôn, cũng như bây giờ vô lớp cũng vậy nữa. Bên nam mà chịu học tôi đố bên nữ học theo lợi. Nhưng mà sở dĩ bên nam học thua bên nữ là tại vì bên nam ham chơi. Nó ham đi chơi bời, nó không lo học cho nên mới thua bên nữ thôi. Chứ mà bên nam chịu học không thua bên nữ đâu. Phải không? Bên nữ có sự chăm chỉ cố gắng, còn bên nam này đó tại có một cái ham chơi đó mà bỏ học cô bác anh chị em. Rõ ràng ở đây thầy cũng nói luôn, mạng say xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống, suối tiên thanh đổ ra cuồn cuộn tràn ruộng lòng gieo giống mới nên. Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ào. Rõ ràng vậy là bây giờ đó, ngày nay đó, thầy kêu mình đời cùng rồi phải tu gấp. Tu gấp là tu làm sao, hồi nào giờ chưa ăn ngày chay nào chứ. Lời đây khóa đạo tràng nghe nói ăn chay trường sau này được về Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc Niết Bàn gì đó, phát tâm ngày mới ăn chay trường liền. Có đó gọi là tu gấp. Hồi nào giờ chưa có cúng lại ngày nào hết trơn, đều găng cấm tám câu bạch dạng, ăn chay kỳ mỗi tháng không ngơ, ngày hai thời cúng lại sẹt lơn. Bây giờ bước vào cửa đạo liền, nghe theo lời thầy, sớm chiều bình đẳng chớ lời, thượng hành như vậy nhớ lời đừng sai. Rồi bước vào quy y cúng lại hai thời liền, về nhà chuyến này phát tâm ăn chay trường liền, không có 4 ngày, không có 6 ngày, không có 10 ngày. Chấp nhận đầy đủ, lo vốn liếng đủ, mua cái vé 30 đồng giùm tôi. Đừng mua vé 10 đồng, đừng mua vé 6 đồng, đừng mua vé 4 đồng. Vô ngồi sao mà mình vô gặp ngồi ở sao người ta, mình nhón lên nhón xuống, nhón lên nhón xuống, coi tức lắm. Mình mua vé 30 đồng ngồi thượng hạng ở đằng trước nha, có quạt gió nha mà coi. Phải không mấy cô? Rõ ràng vậy bây giờ mấy cô mình về mua 3 cái vé 30 đồng giùm tôi, tức là về nhà đó mình ăn chay ngày, tức là mình ăn 1 tháng 30 ngày luôn. Có cô này bả đi núi gì bả nói, cậu Bảy ơi tôi ăn chay trường tôi ăn không nổi. Mình phát tâm mình nói ăn chay trường ngán lắm, nó phát tâm ăn chay ngày á. Hỏi là sao, nó là ngày nào mình cũng ăn, bả nói vậy là trường luôn rồi chứ còn gì nữa. Tôi nói tôi không biết phải trường không nữa. À không, tôi nói bây giờ bà gắng cố gắng bà tu sao muốn